Tập 25. Hằng ngày các người cứ hô hào là phản Thanh phục Minh. Các người hiểu rõ họ hay sao? Các người có biết là họ đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi không? Các người có biết rõ chuyện này hay không? Họ đều là nạn nhân. Các người qua sách động họ đi, để xem có ai theo các người phản Thanh phục Minh hay không. Triều đình phải tốn biết bao công sức mới có thể từ Giang Nam chuyển số lương thực đến đây, nhưng mà đã bị các người phóng hỏa đốt hết một nửa. Bọn họ chính là đồng bào Hán tộc mà các người cho rằng họ sẽ theo các người phản Thanh phục Minh, nhưng mà các người lại đốt số lương thực dùng để cứu trợ họ. Các người không thấy có thẹn với lương tâm hay sao? Xin lỗi, chúng tôi không ngờ lại có chuyện như vậy. Các người còn gì để nói nữa không? Thập tứ gia, đây là lỗi của riêng tôi. Muốn trừng phạt cứ trừng phạt riêng tôi đi. Muốn chém muốn giết sao cho một mình tôi gánh vác. Hãy tha cho chị em họ đi. Được, tôi sẽ giữ câu lại để mà xét xử sao. Phùng Võ. Phùng Võ, thập tứ gia, nếu mày có giữ thì giữ chúng tôi. Xin ngài hãy tha cho Phùng Võ. Mà sao còn do giữ làm gì nữa? Họ đang chờ cô kìa. Đi về mau đi. Đi về chết mau đi. Chết chung. Về thì về chung. Có đi thì đi chung. Đúng đó. Người đâu? Đuổi hai cô này đi khỏi đây cho ta. Đi đi đi. Thập tứ gia, thập tứ gia, thập tứ gia. Tôi sẽ thả các cô về. Hy vọng là các cô suy nghĩ cho kỹ. Trong mắt của các cô, Dương Triều Đại Thanh của tôi có phải bất lực như cô nghĩ không? Một ngày nào đó, nếu như các cô thực sự cảm thấy nước Đại Thanh hữu bại như vậy, cần phải lật đổ, vấn đề này quan nghênh các cô về đây để mà lấy mạng của tôi. Nghe rõ chưa? Thập tứ gia, chúng tôi đã sai lầm rồi. Tự hô hào phản Thanh phục Minh nhưng lại làm chuyện có hại đến nạn nhân. Thập tứ gia, nếu Phùng Võ có mệnh hệ gì, chúng tôi nhất định cùng chết chung. Ngài hãy tha cho Phùng Võ đi. Các người quả là những người có tình có nghĩa. Thôi được, thả cho họ đi đi. Cảm ơn thập tứ gia, cảm ơn nhiều. Tôi có thể thả các người đi, nhưng còn binh khí thì phải để lại đi. Tại sao vậy? Về vụ án này, dù sao tôi cũng phải bàn giao với triều đình. Sau khi về quê, hy vọng là các vị an cư lạc nghiệp, an phận thủ thường. Thập tứ gia quá khách sáo. Hôm nay tôi thay mặt mọi người cảm ơn thập tứ gia đã quyên góp lộ phí. Lần này chúng tôi sẽ làm theo lời khuyến cáo của thập tứ gia, an phận thủ thường, không gây thêm phiền phức cho thập tứ gia. Được. Nè, chúng ta nâng ly chúc mừng thập tứ gia. Mời. 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 Tôi nói thật, thực ra tâm nguyện của bá tánh thiên hạ đều như nhau cả. Một ngày ba bữa, ấm no hạnh phúc, thiên hạ thái bình. Phùng Võ, thật ra cậu đã lớn tuổi rồi, tại sao vẫn chưa thành hôn? Chúng tôi đâu có thời gian để nghĩ tới chuyện đó. Hình như cậu đã có đối tượng rồi. Có phải là cậu đã thương Đại Đăng gia không? À, thật ra tất cả mọi chúng tôi đều trung thành với Đại Đăng gia mà. Thật ra cậu thương Đại Đăng gia của cậu, tại vì cậu không dám nói đó thôi. Có đúng vậy không? Bới Lạc gia, ngài... Nè, các người đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió trong đời, đã đến lúc phải an cư lạc nghiệp. Tại sao phải úp mở như vậy chứ? Thật ra tất cả mọi người đều biết Võ ca thương yêu đại tỷ nhất đó. Tiểu muội à, tại sao muội lại... Thôi được, hôm nay thập tứ gia tôi xin kính các người một ly. Từ khi nhập cung đến nay, thú thật là Đại Thanh chúng tôi từng làm những chuyện thật có lỗi với người Hán. Hôm nay tôi thay mặt con cháu Ái Tân Giác La xin lỗi bá tánh thiên hạ. Đồng thời tôi cũng xin chúc cho những đôi tình nhân trên đời được nên vợ thành chồng. Chúng ta hãy cùng cạn ly.
Thập tứ bối lạc đã đi áp giải lương thực, muội còn đến đây làm gì? Tại muội biết là huynh ấy đi gián cho nên mới đến đây. Tại sao vậy? Chẳng lẽ muội nhớ huynh ấy? Ta cho muội biết, muội không nên mơ tưởng chuyện đó. Tỷ tỷ à, muội không có mơ tưởng chuyện gì hết. Tại huynh ấy giữ vũ khí của chúng ta, cho nên muội nhất định phải đòi lại thôi. Để giờ cho ta đi chung với muội được không? Không đâu, tỷ ngồi đây chờ muội, muội đi một mình được rồi. Đại đăng gia, Hương Mai, Phùng Võ, huynh lại sao vậy? Huynh lại uống say rồi. Tôi đâu có say. Những lời mà thập tứ ca nói với tôi trong buổi tiệc chia tay, tôi cứ nén mãi trong lòng. Tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng đó. Huynh còn nhắc chuyện đó làm gì? Đó chỉ là kết nghĩ của thập tứ gia. Thập tứ gia cũng biết tâm ý của tôi, tại sao cô lại không biết? Huynh không nên úp mở làm gì. Thật ra huynh muốn nói gì? Bao nhiêu năm qua tôi bất chấp gian khổ để góp sức cho cô. Là vì cái gì? Vì phản Thanh phục binh. Nhưng chuyện đó bây giờ không còn hy vọng gì nữa. Tôi vẫn không bỏ cô mà đi được. Huynh không nên nghĩ như vậy. Huynh có thể bỏ đi. Tôi là vì cô. Linh Chi và chúng huynh đệ đều hiểu rõ ý tôi. Thật ra trong lòng của cô nghĩ sao? Cô có thể cho tôi biết được không? Chúng ta lưu lạc đến xứ người, xém nữa không có lộ phí để về quê, không dám nghĩ đến chuyện khác. Tôi chỉ mong có được một gia đình. Chẳng lẽ cô không muốn có một nơi nương tựa hay sao? Mọi chuyện nên chờ khi nào về quê rồi tính. Từ đây về tới Tứ Xuyên, đường xá xa xôi. Hay là chúng ta hãy thành hôn trước, như vậy chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau có được không? Huynh đừng nói nữa, tôi không nghĩ đến chuyện đó. Nè, khuya như vậy cô còn đi đâu nữa? Tôi sẽ về, huynh không cần lo cho tôi. Cô cho tôi biết đi, có phải cô đã có ý trung nhân rồi không? Huynh sai rồi, ăn nói bậy bạ. Tôi không hận thù với huynh nữa. Nè, Hương Mai, Hương Mai. Các người cười cái gì? Võ ca, đại đăng gia không thích chịu chuộng đâu, cứ làm cố đi. Không chừng đại đăng gia đã có ý trung nhân rồi. Các người không được ăn nói bậy bạ. Khuya như vậy mà còn đến đây tìm Lục Hổ Thần. Hổ Thần đại ca, cô đến nhanh thật. Đến đây tìm tôi để đòi nợ à? Ai đến tìm huynh để đòi nợ? Tôi đến đây để chào tạm biệt. Không lẽ thập tứ bối lạc lại thả các cô ra? Thập tứ bối lạc là hoàng tử Mãn Châu, người đã rộng lòng tha thứ chúng tôi, người đã dẫn chúng tôi đến trại tị nạn. Xác thật là chúng tôi đã làm hại đồng bào, chúng tôi đã biết lỗi rồi. Chúng tôi biết trở về Tứ Xuyên. Nói chung là huynh đơn thân độc mã, hay là đi theo chúng tôi? Tính của tôi xưa nay quen sống tự do rồi, cho nên tôi không đi theo các cô được. Tôi hiểu. Huynh giúp chúng tôi nhiều như vậy, chúng tôi không biết nên cảm ơn thế nào. Tôi đã may một cái áo mang đến biếu cho huynh. Mặc thử đi. À, được. Nè, nè, để tôi. À, được rồi, được rồi, để tôi. Để tôi. Quên đừng ngại. Hổ Thần, ngươi là tên khốn kiếp. Coi chừng. Phùng Võ, huynh làm gì vậy?
Phùng Võ, vậy là sao chứ? Tôi theo dõi cô tới đây thì ra cô thương Lục Hổ Thần. Tại sao cô lại giấu tôi? Tại sao cô lại lén lại lén lút? Cô đó chính là bạn của tôi thôi, tại sao cô đối xử với cô ấy như vậy chứ? Không ngờ tôi theo cô vào sinh ra từ bao nhiêu năm nay vẫn không thể so với huynh ấy chỉ quen được mấy ngày. Huynh đấy gì vậy? Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà. Tại sao cô tặng áo cho hắn? Tôi chỉ tặng áo cho huynh ấy thôi mà. Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Liễu Đan Gia, tôi cũng nhìn thấy được Phùng Võ thật lòng thương yêu cô, cho nên tôi không trách huynh ấy đâu. Không trách đâu. Lục huynh đệ, tôi đã trách lầm huynh rồi. Hay là như vậy, tôi vừa bắn huynh một mũi tên, huynh bắn trả tôi đi. Hổ Thần đệ ca, tôi không sao, tôi không sao đâu, không sao. Liễu Đan Gia, thực ra tôi có thể nhìn thấy được Phùng Võ thật lòng thương yêu cô. Cô được người ta thương yêu, đó không phải là chuyện dễ dàng. Cô nên biết quý trọng lấy nó. Hay là vậy đi, hôm nay tôi đứng ra làm chủ hôn cho hai người. Hai người lập tức tổ chức bái đường thành hôn. Xin cảm ơn các vị. Hôm nay là ngày vui của Liễu cô nương và Phùng huynh đệ. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng họ trăm năm hạnh phúc, sớm có quý tử, răng long đầu bạc. Nè, xin mời, cạn ly, cạn ly. Xin cảm ơn. Chúc mừng. Xin chúc mừng. Cảm ơn nhiều lắm. Cạn đi. Thì uống đi. Qua bàn này nè. Hổ Thần đại ca, tại sao huynh không vào đó uống rượu? Tôi ăn no rồi, ra đây người chơi cho khuây khỏa, trong đó thì ồn ào lắm. Còn cô? Tôi nghe đại tỷ nói huynh từng có chuyện đau buồn. Ý trung nhân của huynh đâu rồi? Tại sao cô ấy không đi chung với huynh? Đó đã là chuyện quá khứ, không nên nhắc lại làm gì. Hổ Thần đại ca, huynh có thể cho tôi biết tình yêu là gì hay không? Tại sao ai nấy cũng có thể hy sinh cho tình yêu vậy? Thực ra tình yêu là thứ không nhìn thấy được, không chờ được. Hầu như mọi người đều mong muốn có thể xây dựng hạnh phúc cùng người mình yêu, nhưng mà có mấy ai làm được điều này? Có mấy ai được như đệ tỷ cô và Phùng Võ, trước sau như một, răng long đầu bạc, quả là rất hiếm hoi. Tôi nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của họ, tôi cũng thấy vui lây. Tuy là tôi không được hạnh phúc như họ, nhưng mà tôi thật lòng chúc phúc cho họ. Nếu như yêu là đau khổ, tại sao anh ấy cũng bất chấp tất cả để được yêu? Sau này cô vướng phải, lúc đó cô sẽ hiểu. Cảm ơn nhiều. Đi đường này nè. Cảm ơn, tạm biệt. Tạm biệt. Just
Tứ sư và đốc Dương Sương lễ không kịp đến đây đón tiếp mừng phủ Liên đại nhân. Xin lỗi, xin lỗi. Dương đại nhân quá khách sáo, Liên mộ mới đến đây, mong được chỉ dẫn cho. Cách đây nửa năm, ngự chỉ mà Liên đại nhân nhậm chức tứ xuyên tuần phủ, triều đình đã phái ngự sứ đưa tới đây. Tổng đốc đại nhân đã dặn hạ quan đến đây để đón tiếp Liên đại nhân. Vất vả cho đại nhân quá. Xuyên thiểm tổng đốc Ân Thái Ân đại nhân không ngừng căn dặn ti chức là tìm một trang diện lớn nhất, sang trọng nhất tại thành đô, sắp xếp tùy tùng để đón tiếp ngài tới đây. Đó là một trang diện lớn hiếm thấy tại thành đô. Mời Liên đại nhân hãy đi theo ti chức. Liên đại nhân, đây là phủ đệ của ngài. Cảm ơn. Mời. Mời, mời, mời. Nè, nhanh lên, nhanh lên. Qua đây mau. Qua đây. Đây là tứ xuyên tuần phủ Niên đại nhân mới vừa nhậm chức đó. Dạ, tham kiến Niên đại nhân. Lão bá, xin hãy đứng dậy. Sau này nhớ hầu hạ Niên đại nhân cho thật chu đáo. Dạ. Vừa rồi ngài nói đây là trang diện sang trọng nhất kia mà, tại sao lại cũ nát như vậy? Từng sang trọng nhất một thời chứ gì. Tại Niên đại nhân không biết đó thôi. Cuộc sống dân chúng tại tứ xuyên rất khổ, với lại đây là vùng biên thùy, không tráng lệ và sang trọng như kinh thành được. Không sao, chủ này được rồi. Chúng ta lần đầu tiên đến Tứ Xuyên, quả nhiên tăng thêm nhiều kiến thức. Niên đại nhân, nay đang là mùa mưa phùn hàng năm, ngài nên cẩn thận sức khỏe thì hơn đó. Cảm ơn ngài. Không có gì, không có gì. Bổn quan lần lội từ xa đến đây, chẳng hay lúc nào mới có thể bái kiến tổng đốc đại nhân. Niên đại nhân cũng đừng vội làm gì, ngài đi đường xa còn mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Tổng đốc đại nhân đến Thiểm Tây thị sát dân tình rồi, vài ngày sau sẽ trở về. Làm phiền ngài. Khi nào tổng đốc đại nhân trở về, phiền ngài thông báo cho tôi biết. Nhất định, nhất định rồi. Ngài cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hạ quan xin cáo từ. Làm phiền ngài, tôi không tiện. Liên đại nhân xin mời. Đại nhân, hình như không ổn lắm.
Không lẽ Tứ Xuyên lại nghèo nàn như vậy sao? Đề đốc đại nhân nói lôi thôi một hồi, nào là trang diện sang trọng và người hầu, tất cả chỉ là giả dối thôi. Tuy vùng này được mệnh danh là Thiên Phủ Chi Quốc, nhưng dù sao cũng là vùng biên thùy, xem bộ chiếc tuần phủ này không dễ làm đâu. Nhưng mà đường đường cũng là một tuần phủ, tại sao lại sắp xếp cho ở một nơi lụp xụp vậy? Chuyện này có nói ra cũng không ai tin. Tuần phủ thì đã sao, trong mắt của họ tôi chỉ là một vị quan mới, còn bọn họ ở đây lâu năm như là quan chức cũ, nương tựa với nhau, lại được đề đốc đại nhân che chở cho, tất nhiên là xem vị tuần phủ là nước là cái này chẳng ra gì. Không chừng còn có người đang chờ xem tôi làm trò hề nữa. Ờ, ngài có biết tên Xuyên Thiểm Tổng đốc Ân Thái là ai không vậy? Nếu như hắn đã được nhậm chức đó, nhất định phải có lai lịch. Năm xưa, lúc tôi làm ngự y trong kinh, nghe nói hắn là một tên nham hiểm gian trá, miệng ngay lòng gian. Đại nhân, nên đề phòng đó. Tôi không cần biết hắn là người như thế nào, nói chung là tôi không sợ hắn đâu. Tôi nhất định sẽ làm tốt công việc mà tôi cần làm. Các chị có biết không, tên niên canh nghiêu vừa nhìn thấy trang diện cũ nát đó thì hắn ngỡ ngàng không nói gì, nhưng mà mấy tên thuộc hạ của hắn đó thì nhìn nhau kiềm chế không nổi. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ, tôi không thể nào mà nín được cười đó. Dương đại nhân quá là cao siêu, tuần phủ đại nhân vừa nhậm chức, ngài tìm cho hắn một lão già sắp gần đất xa trời làm quản gia quá là cao siêu. các vị đừng có hiểu lầm, đây là ý kiến của Tổng đốc đại nhân thôi. Các vị làm chứng cho tôi nghe, tôi không có ăn hiếp người từ kinh thành đến đây, nhưng đây là quy định tiếp đón quan mới của Tứ Xuyên chúng ta. Các chị có biết Niên Canh Nghiêu là người như thế nào không? Hắn vốn là người của Bát gia, thực ra là do Tứ gia phái đi làm nội gián. Trong kinh thành đã xảy ra chuyện nghiêng trời lỡ đất, làm hại Bát gia bị mất tước vị. Niên Canh Nghiêu này chính là tên đầu sỏ. Tên Niên Canh Nghiêu thật không đơn giản chút nào. Cho nên cách đây nửa tháng, Bát gia đã có phi cáp truyền thơ cho tôi, dặn tôi cố gắng tiếp đãi vị khách đến từ kinh thành này. Tiếp theo đây chúng ta phải cho hắn biết tay. Các vị có ý kiến gì không? Được, chẳng hay đại nhân muốn làm như thế nào đây? Qua đây. Qua đây. Chúng ta không nên nôn nóng. Bác gia chỉ kêu chúng ta dằn mặt của hắn mà thôi, đồng thời á là xem hắn có ý đồ gì, sau đó chờ chỉ thị của bác gia. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Không biết đại nhân hạ cố, không kịp đón tiếp. Không dám, hạ quan đến đây báo cho Niên đại nhân biết Tổng đốc đại nhân đã trở về rồi. Mời ngài ngồi. Làm phiền Dương đại nhân đến đây báo tin cho tôi biết, tôi thành thật cảm ơn. Niên đại nhân quá khách sáo. À phải rồi, lúc nào đại đốc đại nhân mới về đến đây? Tối hôm qua. Vậy Tổng đốc đại nhân mới sáng sớm, Tổng đốc đại nhân đã kêu hạ quan đến đây thông báo cho ngài biết ông ấy đã trở về. Vậy sáng mai hạ quan sẽ đi bái kiến Tổng đốc đại nhân được không? Cũng không vội làm gì. Vậy làm phiền Niên đại nhân hả? Không dám. Tuần phủ đại nhân, Tổng đốc đại nhân đã đi vắng rồi. Niên đại nhân, chúng ta đi về thôi. Không sao đâu, tôi ngồi chờ. Vậy đại nhân cứ tự nhiên nghe. Thế nào, Tổng đốc đại nhân trở về chưa? Tuần phủ đại nhân, phiền ngài phải chờ lâu, tối nay Tổng đốc đại nhân không về đây nữa. Không sao, ngày mai tôi đến tiếp.
Sổ sách thuế muối toàn là giả cả. Tứ Xuyên sản xuất bao nhiêu muối, không lý nào chỉ thu được ít ỏi tiền thuế như vậy. Có lẽ không thu được thuế muối, cho nên cuộc sống của bá tánh mới gian khổ như vậy. Phong Thần Y, thời gian tiếp theo ông phải giúp tôi điều tra lai lịch của các tay buôn muối mới được. Nhưng mà phải tốn nhiều thời gian đó. Làm phiền ông. Lo làm việc đi, nhìn tôi làm cái gì? Không ngờ Niên Canh Nghiêu có thể chờ suốt 3 ngày qua. Niên Canh Nghiêu này bền chí lắm. Lẽ ra tôi chỉ muốn dằn mặt hắn thôi. Không ngờ hắn lại có sức chịu đựng như vậy. Ngược lại tôi thấy khó xử. Tôi phải gặp hắn mới được. Xem hắn là một nhân vật lợi hại cỡ nào. Dạ. Xin lỗi, viên đại nhân phải chờ lâu. Không sao. Tổng đốc đại nhân đã về chưa? Đã trở về từ sớm rồi. Đang nôn nóng muốn gặp ngài đó. Xin mời. Là phiên ngài dẫn đường. Tân nhiệm Tứ Xuyên Tuần Phủ Niên Kinh Nghiêu tham kiến tổng đốc đại nhân. Không cần đa lễ. Đại nhân, đây là đặc sản của kinh thành, một ngày nhận lấy. Niên đại nhân quá khách sáo rồi. Dù sao cũng là người đến từ kinh thành, lễ tiết chu đáo. Nhận lấy. Niên đại nhân, mời. Cảm ơn. Tôi từng được nghe đại danh của Niên Tuần Phủ như là sét đánh ngang tai, chưa từng gặp mặt. Thật là vô cùng ân hận nên Niên Tuần Phủ được điều đến đây. Thật là đáng chúc mừng. Tổng đốc đại nhân đã quá khen. Niên mổ học ít hiểu kém, chỉ được hư danh. Có lẽ do người ta nói quá thôi. Niên đại nhân tuổi trẻ tài cao, có tài cán cao dược, có thể an bang định quốc. Lão phu đây thật không dám so bì. Sau này nhất định sẽ là trụ cột của triều đình đây. Thật là đáng kinh nể. Đại nhân đã chế nhạo hạ quan. Được biết Niên đại nhân văn võ song toàn, hoàng thượng phái ngài đến đây nhất định là phải có thâm ý. Những công việc của Tứ Xuyên sau này nhất định là phải trông cậy nhiều vào Niên đại nhân đây. Đại nhân đã khách sáo, hy vọng được đại nhân chỉ dạy thêm để góp sức cho triều đình. Niên đại nhân, ngày lạ nước lạ cái, bổn quan có trách nhiệm nhắc nhở ngài. Tuy Tứ Xuyên đất rộng dân đông, nhưng thật ra là vùng đất quan sơ, dân sống nghèo nàn, thu hoạch lại không cao. Nói cho đúng hơn á, vùng này rất là nghèo khó. Nhưng mà theo hạ quan được biết, Tứ Xuyên sản xuất ra muối, chẳng lẽ thuế muối thu nhập không đủ sao? Niên đại nhân, Tứ Xuyên là vùng đất hoang vu, với vai trò tổng đốc vừa lo giết giặc vừa lo bắt sơn tặc để bình loạn, dân buôn muối thường xuyên bị cướp, chỉ nhờ vào khoản thuế muối ít ỏi thì làm sao đủ. Niên đại nhân không thể hiểu rõ nỗi khổ của chúng tôi đâu. Rốt cuộc lại có 3 chữ mà thôi. Khổ, khổ, khổ. Tổng đốc đại nhân lo nước lo dân. Nếu có khó khăn gì, Niên Kinh Nghiêu tuy là tuần phủ nho nhỏ, mong được góp sức chia sẻ cùng với đại nhân. Nghe Niên đại nhân nói như vậy, tổng đốc đại nhân có thể yên tâm rồi. Nếu như ngài đồng ý chia sẻ với tôi, vậy tôi cho ngài biết một bí mật này. Nhưng mà nó cũng là một bí mật công khai thôi. Vùng Xuyên Thiểm của chúng ta là một vùng đất hoang sơ cách xa kinh thành. Hoàng thượng không có nhìn thấy, cho nên nó không có chăm lo cho cuộc sống của chúng tôi. Đại nhân, người nói vậy ý là sao? Mức bổng lộc của chúng tôi được ghi rõ ràng trong danh sách của hộ bộ và lại bộ. Cứ cách nửa năm, lại bộ chiếu theo danh sách mà phát bổng lộc. Nhưng mà ngài có biết không, bổng lộc của 6 tháng cuối năm trong năm trước đến nay vẫn chưa được phân phát. Vậy có thường báo với triều đình không? Tất nhiên là có. Nhưng với vai trò quan chức triều đình, tuy tạm thời chưa nhận được bổng lộc, nhưng mà vẫn phải làm việc cho triều đình. Đã làm việc thì phải có cơm ăn. Chẳng lẽ tôi cho thuộc cấp của tôi nhịn đói được hay sao đây?
Vị đại nhân có lương sách gì không? Lương sách thì không, nhưng bắt đầu từ tháng này, những quan chức dưới quyền của tôi hàng tháng nhận không đến 5 phần bổng lộc. Tất cả các quan chức nhận không đến 5 phần bổng lộc. Nếu là vậy, hạ quan nhập hương tùy tục. Được. Khó hơn lên trời. Ta mới đến Tứ Xuyên, phát hiện các tay buôn muối trốn thuế rất nghiêm trọng. Muốn điều tra, cần phải bắt tay vào công việc một cách thận trọng. Cũng may có Phong Hoàng Thiếu và quản nhân đi theo. Trước mắt quan thương cấu kết, thủ đoạn tích trữ muối lậu rất công khai. Tuy ta phải lo bôn ba trong công việc, nhưng vẫn không kìm được nỗi nhớ nhung. Phụ thân và nhà phụ đại nhân vẫn khỏe chứ? Tôi nhi qua không, mong nàng sớm thu xếp vào công việc, sớm đến Tứ Xuyên đoàn tụ với ta. Cha, Kinh Nghiêu có gửi thư về. À, nó thế nào rồi? Con cũng nên thu xếp đến Tứ Xuyên từ lâu. Anh ấy đã bình an đến nơi, kêu cha đừng bận tâm làm gì. Cha già rồi, không thể bận tâm gì nó nữa. À, phải rồi, nó kêu con đến Tứ Xuyên chứ gì. Coi con kìa, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Con tính thế nào, hôm nào lên đường đây? Con sao vậy? Có phải là Xô Gia không được khỏe không? Không, cha của con vẫn khỏe. Hôm qua còn đến Bích Dân Tự đánh cờ với Tứ Gia. Ờ, vậy thì con còn do dự gì nữa? Con không yên tâm bỏ cha và Tư Nhi ở lại. Hoàng thượng cho Canh Nghiêu đến Tứ Xuyên làm tuần phủ, còn ban cho chúng ta một trang diện lớn như vậy. Đúng là ơn vua như biển cả. Nay trong nhà có người hầu kẻ hạ, con đâu cần phải lo lắng làm gì. Kinh Nghiêu lo lắng cho Tương Nhi, nó còn quá nhỏ. Tương Nhi có nhũ nương xem chừng, con cứ yên tâm. Huống hồ nó còn quá nhỏ, đường xa xa xôi, ta sợ là nó chịu đựng không nổi. Con và Kinh Nghiêu cũng mới lấy nhau, đã vội chia cách hai nơi rồi, chẳng lẽ con phải tiếp tục chịu khổ sao? Ta biết con là con dâu hiếu hạnh, nhưng Kinh Nghiêu đang cần có con ở bên cạnh nó. Cha. Con đừng có lo lắng cho ta nữa, ta muốn tốt cho các con thôi. Thôi được rồi, con vô thu xếp để lên đường cho sớm đi con. Vậy cũng được. Chờ khi nào Tư Nhi thôi nuôi, con sẽ đưa nó đi gặp Canh Nghiêu. Được. Trại ngựa chứ không phải là nhà của ngươi. Dậy đi, dậy. Nè, tao cho ngươi biết, đây là trại ngựa, đi về nhà đi ngủ đi. Đi. Ngựa đi lẹ đi, đứng dậy đi đi, đi giùm cái đi. Đi đi. Đi đi. Thank you.
Thu Cúc. Dạ. Phu nhân, mang lương thực của chúng ta ra chia cho họ đi. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn, cảm ơn. Dạ, 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 cho tôi. Dạ, dạ, cho tôi ngồi nữa, tôi nữa. Tôi là tôi nè. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn. Phu nhân, lương thực chuẩn bị cho bà đã chia hết cho họ rồi. Không sao đâu, đến đó có bán, chúng ta mua lại sao? Trời ơi, người này từ đâu đến, tại sao hôi quá vậy nè trời. Hôi thiệt đó nha, hôi quá, quá nằm đây nữa. Sao mà tấy giấy ở đây nói. Hôi rình nè. Nhưng mà thiệt quá. Quá. Ngán quá, bởi vì đó. Hôi chết vậy đó. Hữu Thư. Thím à, xin hỏi gần đây có đại phu không? À, không có, muốn khám bệnh thì phải vào thành. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có người bạn bị thương rất là nặng. Bà có thể cho huynh ấy ở nhờ một đêm không? Thím à, huynh ấy chỉ bị bệnh mà thôi, chẳng hay bà có thể giúp được không? Hắn không phải bị thương, mà là bị cùi. Thím à. Phu nhân à, chúng ta nên làm gì bây giờ? Được nghe đại danh của ông mà đã lâu rồi. Không dám, không dám. Mời ngồi. Ngồi đi. Tại hạ họ Lý, từ Hàng Châu lặn lội đến đây. Nghe lão thất nói Giang Nam xuất hiện một tay buôn muối tầm cỡ, tôi nghĩ chắc là cả. Không dám. Lần này Lý Mộ đến Tứ Xuyên đóng hàng, mong được ông Mạc đây giúp đỡ cho. Rất cảm ơn. Khách sáo, khách sáo. Mời. Mời. Lý Mộ mới đến đây, mong được ông Mạc chỉ dạy đôi điều. Quá khen. Ông có tầm nhìn chính xác, cho nên đã tìm đến Mạc Tam Đa này. Ông Mạc đây quá là người sòng phẳng. Lý Mộ từ xa đến đây, chỉ mong kiếm thêm chút ít mà thôi. Tôi hiểu, tôi hiểu. Ông cần bao nhiêu hàng, cứ nói đi. 500 tạ. Có thể bớt không? Đây là giá nhất định, không thể bớt được. Được, chúng ta có quyết định như vậy. Nhưng mà ông Lý đã biết đi buôn thì chắc phải biết lực của nó chứ. Tất nhiên rồi, nhưng mà tôi phải xem hàng trước. Ông thiệt là, chẳng lẽ ông không tin tôi à? Thôi được, vậy thì sáng ngày mai ông hãy đến kho muối của tôi. Được, chúng ta cứ quyết định như vậy. Phu nhân. Thu Cúc.
Cô về phòng nghỉ ngơi đi. Hữu thần, tại sao huynh lại lâm vào hoàn cảnh như vậy? Hữu thần, tôi là Tu Lan, huynh còn nhớ tôi không? Hữu thần, hữu thần, thật ra huynh bị sao vậy? Tại sao lại thương tích đầy mình? Tại sao huynh lại tự hành hạ mình như vậy? Tu Lan, hữu thần, Tu Lan, cô đi đi, cô đi đi. Hữu thần, huynh đang bị thương đó. Cô không đi thì tôi đi, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi. Hữu thần, hữu thần, hữu thần.